Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ cho một like, một subscribe để cập nhật những clip tiếp theo thì mình nhé. Hôm nay mình cập nhật lại một cái VR Design, một cái tin rất là hot cho tất cả các bạn nào chưa KYC nha tất cả các bạn. Hiện tại giá cổ phiếu của FX lên tăng lên 0.34 đô la. Hiện tại giờ VR Design có chương trình khuyến mãi Crazy. Chương trình này nó là chúng tôi muốn tăng tốc quá trình cho tất cả các bạn bắt đầu vào chương trình quảng cáo và liệt kê VR Design tại sở hữu giao dịch chứng khoán. Bạn thực hiện KYC của mình, bạn sẽ nhận được cổ phần tương lai trị giá 200 đô la. Đối với mọi người ở cấp độ đầu tiên KYC của họ, bạn sẽ nhận được thêm cổ phiếu tương lai trị giá 100 đô. Chúng tôi hiện đang chỉ thiếu là 2,5 triệu KYC. Chúng tôi đã trao cho tất cả những người thực hiện cùng giá trị cổ phiếu tương lai KYC của họ. Hãy làm cho chương trình quảng cáo diễn ra vào tháng 7. Một cái tin tuyệt là vờ nha tất cả các bạn. Rất là ngon nha tất cả các bạn. Các chị biết cũng để mình vào trang Facebook đó mình xem thông tin cái này tất cả các bạn. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký mình để cập nhật những clip tiếp theo nha các bạn. Bấm chuông đăng ký. Bạn nào chưa KYC thì nhanh nhanh KYC đi nha tất cả các bạn. Để giành quyền lợi. Mình đã theo dõi cái website này lâu lắm rồi. Hiện tại giờ nó là mua một cái CLSI này là một cái cộng đồng, nó mua là một cái sàn chứng khoán của thằng của một châu Âu đó. Mà dạo gần đây mình thấy bên thằng thông tin bên Singapore rất là nhiều nha các bạn. Đi du lịch, dịch vụ, giải trí, nghi ngờ đồ nghe tất cả các bạn. Bữa nào mà cứ cách vài tiếng là mình vô mình kiểm tra thông tin, mình check thông tin quay à. Cùng thể bước đầu tiên để trở thành người sáng tạo nội dung bất kể là giải trí cùng bạn bè kết nối dưới RAM trên toàn cầu. Đây thì này thì chỉ qua là phan các bạn, chào bạn chúc các bạn. Đây thì mình chơi ra là sai này thì mình là làm nhiệm vụ marketing, như quảng cáo marketing thôi nha tất cả các bạn. Gialesai bắt đầu phân chấm tiếp này. Facebook Gaming này để có thử các bạn. Này không phải liên quan. Rồi đây mình thoát qua, mình qua trang Instagram nha các bạn. Máy đứng luôn người ta ơi. Một cái tin rất là tuyệt vời luôn đó các bạn. Nó cập nhật thông tin hoài, Các bạn đừng có tiếc 20 đô để đánh mất cơ hội của các bạn kiếm tiền thụ động lâu dài rất là ngon lành luôn các bạn. Hiện tại đăng bài luôn nè. Rất là ngon luôn đó các bạn. Trụ sở Indonesia, Singapore, Malaysia, tùm lum hết. Hiện tại hôm qua có 100 mấy, nay lên 1.000 mấy, ngày 1.203 người theo dõi. Rồi để mình vô Facebook của nó cái nữa nha các bạn. Một cái tin rất là tuyệt vời cho tất cả anh em luôn. Tài là Tài Ngọc Chính. Đem coi chút nha bạn. Hết rồi. Mình không có thích hot girl cho mấy người bạn tay. Trên cái máy mình nó dính. Đây là quảng cáo tiếp thị nè các bạn. Thì mình tiếp thị quảng cáo thôi. Rất là ngon, là vời. Wow. Mẹ đi sao. Mai đừng mai được mới làm cái video cái đọc. Facebook thì không có tin gì mới cho tất cả các bạn. Nó có nói là làm việc hệ thống Sia Lai Sai và Birin. Sống cuộc sống siêu hấp dẫn. Lợi ích của thành viên. Để mình vào mình đọc thêm cái nữa các bạn. Để mình đọc cái này cái nữa. Mình kết thúc video nha tất cả các bạn. Các nhóm lợi ích của chúng tôi sẽ liên tục đàm phán giảm giá và ưu đãi có lợi cho tất cả chi nhánh Sia Lai Sai. Tập trung vào lĩnh vực của chúng tôi đã đạt một khối lượng thành viên nhất định. Những lợi ích này liên quan đến lối sống, chẳng hạn như là du lịch, nhà hàng, các mặt hàng xa xỉ, quần áo, xe hơi, khu nghỉ dưỡng, sự kiện, nhiều nơi nữa. Nhóm phong cách của chúng tôi tổ chức các buổi họp mặt du lịch, sự kiện và hoạt động xã hội khác trên toàn cầu. Như vậy là những cái nước khác là chi nhánh thôi các bạn ơi. Cái này là một cái cộng đồng Sia Lai Sai rất là lớn mạnh, có trên 190 quốc gia tham gia nha tất cả các bạn.
các bạn cố gắng vượt qua KYC nha các bạn. KYC thì nó rất là dễ luôn, các bạn tải lên một cái bức ảnh, các bạn tải lên bức ảnh, các bạn tải lên Zalo, bạn chụp cho sáng rồi các bạn xác nhận thôi. Mình có để một cái video cho tất cả các bạn, hướng dẫn tất cả các bạn, các bạn nào hiểu thì kết bạn như mình đi, mình hướng dẫn cho tất cả các bạn KYC một phát một. Thằng người là tờ gấp gì không trời, gấp Zali Style, để mình thông tin thêm, mới kiếm thêm thông tin cho các bạn. Oh Will KYC. Hiện tại bạn nào chưa đang chơi thì cũng đăng ký còn chơi được nha tất cả các bạn. Kèo này các bạn chưa nào chưa có muộn nha tất cả các bạn. Một cái trang web thì mình khẳng định luôn, thiết kế rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Các bạn coi từ những cái đoạn quảng cáo của nó đi là mình biết nó là không khi nào sẽ cam các bạn. Nhưng mà một cái trang web thiết lập ra mà có cái động cộng đồng thu hút gì nó sẽ cam là nó thiệt thòi. Nó có một cái cộng đồng nào mà tham gia 190 nước tham gia mà cộng đồng thành viên vậy ha, tiền quảng cáo nó ăn ha, khủng luôn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ bấm chuông, like, share, chia sẻ cái video này giúp mình tất cả các bạn, để cộng đồng cùng phát triển kiếm tiền nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye, hẹn các bạn những clip tiếp theo thì mình nhé.